Khu ổi D3 sẽ được rải đậu xanh để cải tạo đất cũng như là tận dụng thu đậu xanh. Việc trồng đậu xanh sẽ có một cái lợi ích, đó là dẫn dụ thiên địch có lợi về để tiêu diệt những con sâu hại rệp sát, ví dụ như ong sông mồi hoặc là những con bò rùa. Tranh thủ trời mưa tạo ẩm thì chúng ta sẽ rải để chiều nay tận dụng nước trưa trời để tưới. Cứ một góc một bồn ổi như vậy là chúng ta rải khoảng tầm 20 gram, 20 đến 30 gram đậu. Và sau khoảng một thời gian nữa chúng ta sẽ xem thấy sự khác biệt. Đậu xanh là một loại cây giúp cải tạo đất thông qua cái hệ rễ, nó có cộng sinh với vi sinh vi khuẩn rhizobium, nó có định đạm tạo thành những cái nốt sần. Nốt sần của cây họ đậu sẽ giúp có định đạm và cung cấp dinh dưỡng lại cho cây chủ. Cây chủ là cây ổi của chúng ta. Đây là Messi Kim phụ trách bộ phận ổi đang rải đậu đậu xanh. Đậu xanh có hai hướng sử dụng: thứ nhất, chúng ta có thể tận dụng để tiếp tục thu đậu để vụ sau tiếp tục rải; thứ hai là chúng ta có thể thu đậu để có thể bán cho những cái người tiêu dùng họ có nhu cầu sử dụng đậu xanh theo hướng global gap, hoặc xa hơn là chúng tôi sẽ canh tác một khu chuyên biệt khoảng gần 3 ha trên núi chuyên trồng ổi xen với đậu xanh theo hướng hữu cơ. Những cái đoạn quay video này sẽ là tư liệu để cho các anh em bộ phận khác như nho, táo xem và tìm hiểu, cũng như những bạn anh chị công nhân. Đậu xanh. Như lúc nãy tôi có nói thì đậu xanh sẽ là một cái vật liệu che phủ rất là tốt, giảm hạn chế cỏ mọc xung quanh bồn cũng như là nơi trú ngụ của những loại thiên địch có lợi. Ngoài ong sông mồi, bỏ rùa ra thì trùng đất nó cũng sẽ tụ hợp về đây. Đây là phân của con trùng đất. Sắp tới chúng tôi sẽ ứng dụng trà trùng quế, tức là cái dịch cốt của cái phân trùng cũng như là phân trùng quế ứng dụng tại đây để tiết kiệm chi phí mua vi sinh bên ngoài xa hơn, và chắc chắn sẽ triển khai song song với trà trùng, đó là vi sinh vật bản địa IMO. Ổi này là ổi nữ hoàng. Chiều nay rải xong D1, D2 với D3 luôn không chị? Cái nhà mái tôn xa xa kia là cái nhà đang nuôi trùng. Cái bồn ổi kích thước tiêu chuẩn là khoảng rộng khoảng tầm 60 đến 80 cm, rộng khoảng sâu khoảng 15 đến 20 cm. Thì cái bồn ổi này đã được bón lót phân bón hữu cơ vi sinh của trang trại Nắng và Gió là phân bò Nha Đam, ủ hôi mục. Đây là một loại phân đặc thù, tận dụng cái nguồn phế phụ phẩm của cái lá Nha Đam từ nhà máy, chúng tôi chọn với phân bò và ủ bằng vi sinh vật. Xong thời gian sẽ bón lót cho những cái bồn ổi, bồn táo và hành nho. Và đây là cái trại trùng mà chúng tôi đang tiến hành nuôi trùng bằng cái nguồn phân bò sẵn có của trang trại để cung cấp cái nguồn phân bò ủ hôi hoặc là cao hơn là phân trùng quế cho trang trại Nắng và Gió. Các loại cây trồng như nho, táo, ổi, dưa lưới, nha đam sắp tới sẽ được ứng dụng cái phân bò và phân trùng quế cao cấp mà chúng tôi đang trồng, đang nuôi tại đây. Đây tôi sẽ
Sáng nay có bán sinh khối cho một cái ông anh người Ninh Thuận. Thì trang trại Nắng Mây Gió sẽ cung cấp sinh khối cho tất cả mọi người. Ở quy mô sản lượng dù vài chục ký đến vài tấn đến hàng chục tấn. Đầy đủ sẵn có cho quý bà con để mua về sử dụng. Và trang trại Nắng Gió sẽ hướng dẫn cho bà con kỹ thuật nuôi. Đây, chùm quế của chúng tôi. Chúng ta móc ngẫu nhiên bất cứ một vị trí nào đó đi. Bên đây thử xem. Độ ẩm hơi cao là cho chúng tôi mới cho ăn hôm qua. Từ từ nó sẽ ráo thôi. Mắt này xem có trùng nhiều không, cũng tương đối ha. Rồi, cảm ơn mọi người.